Câu cuối cùng trong đề K2 đấy là câu về chứng minh hàm số đơn điệu. Thì trong trường này người ta cho một cái hàm f, hàm số f liên tục và thỏa mãn điều kiện ở đây. Tức là lúc này 0 sẽ nhọn bằng f của z và nhọn bằng 1 chia cho 2z. Và khi đó thì ta có hàm số gx, ta phải chứng minh hàm số gx này nó sẽ đơn điệu tăng trên cái khoảng từ 0 đến dương cùng. Chúng ta đến giải thì chúng ta sẽ ta có được cái hàm gx như ở trên. Khi đó thì tập xác định của hàm gx chúng ta sẽ xét trong cái khoảng từ 0 đến dương cùng. Và chúng ta đạo hàm hàm gx thì chúng ta sẽ thu được nó là x bình mà nhân fx mà trừ đi 2x mà nhân fx mà nhân với cả tích phân cận từ 0 đến x z nhân fz dz. Và chúng ta sẽ nhóm x nhân với cả x ra ngoài thì chúng ta bên trong thì có là nó có dạng x trừ đi 2 lần tích phân từ 0 đến x z nhân fz dz, đúng không? Trong trường này chúng ta chưa xét số được g phải x. Cái mục tiêu chúng ta là tính chứng minh hàm g đơn điệu tăng, do đó mà phải chứng minh g phải x phải lớn hơn hoặc bằng 0 và bằng 0 tại hữu hạn điểm. Thì tuy nhiên thì trong trường này chúng ta có thể tách riêng cái biểu thức x trừ đi 2 tích phân cận từ 0 đến x z nhân fz dz để chúng ta có thể chứng minh được nó sẽ lớn không. Bởi vì trong trường này thì x nó thuộc khoảng từ 0 đến dương cùng, nó dương rồi. Thế còn fx thì lúc này nó cũng lớn không, mà lớn bằng 0 và theo đúng điều kiện của đề bài. Thì trong trường này chúng ta sẽ tách hàm fx ra, hàm hx ra, và hàm hx lúc này bằng chính là cái bằng biểu thức phía trong trong ngoặc. Thì chúng ta xét với x thuộc cái khoảng từ 0 dương cùng. Khi đó h phải x nó sẽ có thu được dạng là 1 trừ đi 2x mà nhân fx. Và chúng ta đặt cái 2x ra ngoài vì bên trong nó sẽ có 1 chia cho 2x mà trừ đi f của x. Tuy nhiên thì ở trên thì chúng ta có được là fz nó nhỏ hơn bằng 1 chia cho 2z. Như vậy thì cái 1 chia 2x mà trừ fx lúc này nó sẽ mang dấu dương. Và do đó mà cái biểu thức này nó sẽ lớn bằng 0 với mỗi x thuộc cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là h phẩy nó lớn bằng 0 nên hx lúc này đóng vai trò là hàm đồng biến trên khoảng từ 0 dương cùng. Và khi đó thì chúng ta có được là hx nó lớn hơn bằng h của 0 với mỗi x thuộc cái khoảng từ 0 dương cùng. Và từ đó thì chúng ta có được là gx nó bằng x nhân fx mà nhân hx. Mà do là f của z lớn bằng 0 rồi, h của x thì cũng lớn bằng 0 chứng minh ở trên. Thế còn x thì lớn không, thì như vậy thì chúng ta sẽ có được là g phải x nó phải lớn bằng 0 với mỗi x thuộc cái khoảng từ 0 dương cùng. Và chúng ta kết luận là gx lúc này nó sẽ đóng vai trò là một hàm đơn điệu tăng trên cái khoảng từ 0 dương cùng. Thì tuy nhiên thì cũng cần phải chú ý các bạn đấy là trong cái bước chúng ta tìm ra g phải x thì cái biểu thức trong ngoặc. Thì đối với cái tích phân này thì chúng ta có thể sử dụng đến cái định lý về giá trị trung bình để chúng ta có thể tính toán nó gọn hơn và đỡ phải xét thêm một cái hàm hx nữa.